Cuộc thi bông lúa vàng năm 2023 có gì đặc biệt? Kỷ niệm 30 năm hành trình góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật đơn ca tài tử và kỷ niệm 10 năm nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bông lúa vàng 2023 là một chuỗi những hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn. Với sự góp mặt của ban giám khảo nổi tiếng, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải, nghệ sĩ Thanh Hằng. Sân khấu 30 năm bông lúa vàng được dàn dựng chuyên nghiệp, ấn tượng và đặc sắc. Hãy cùng theo dõi các thí sinh trên chặng đường chinh phục cúp bông lúa vàng danh giá và giải thưởng tiền mặt 100 triệu đồng. 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Truyền hình trực tiếp trên HTV1 Đài Truyền hình Thành phố. Nghe xem trên website www.voh.com.vn và ứng dụng di động VOH Radio Online và các đài phát thanh truyền hình liên kết. Phát lại trên kênh FM 99.9 MHz lúc 12 giờ thứ hai hàng tuần và kênh AM 610 kHz lúc 13 giờ thứ tư hàng tuần. Bông lúa vàng 2023 lôi cuốn, hấp dẫn, không thể bỏ qua. Đăng Khương xin được gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Bông lúa vàng 2023, tỏa sáng tài năng cải lương, hân hạnh đồng hành tài trợ bởi công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Thưa quý vị, và trong tập phát sóng vừa qua, chúng ta cũng có thể thấy những phần thể hiện khá tốt của các thí sinh tại vòng sơ tuyển. Và trong tập phát sóng lần này, chúng ta vẫn tiếp tục được theo dõi các phần thể hiện của các thí sinh. Và tiếp theo đó, chúng ta sẽ được thưởng thức tiết mục 30 năm hành trình bông lúa vàng. Và ngay bây giờ, xin được mời toàn thể quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị, tại địa điểm sơ tuyển nhà hát VOH, chúng tôi có thể thấy là rất nhiều những thí sinh tề tựu về đây và tạo nên một không khí rất hào hứng. Ngay bây giờ thì để cho chúng ta hiểu thêm về những cảm nhận của các thí sinh đang tham gia vào vòng sơ tuyển như thế nào, chúng ta hãy cùng giao lưu với các thí sinh nha. Trước hết thì xin được chào anh chị đã đến với vòng sơ tuyển của bông lúa vàng tại địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh. Mình có thể gửi lời chào cũng như là giới thiệu về bản thân mình cho quý khán giả biết nha. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Thái Dương. Mình năm nay 22 tuổi. Mình ở quận 9. Em mình xin chào đại gia đình thân thương của mình ở trên kênh truyền hình VOH. Thì năm nay với cuộc thi bông lúa vàng của năm 2023, mình mong là đại gia đình của mình xin ủng hộ cho mình. Với năm nay mình là thí sinh Giang Thị Ngọc, mình đến từ Cà Mau. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Ngọc Nữ, mình quê ở Đồng Tháp. Có thể nói là những thí sinh trong mùa giải năm nay chuẩn bị khá là chỉnh chu về ngoại hình. Trước hết là về phần nhìn thôi thì mình đã thấy là rất là ưng mắt rồi. Cả hai cô gái đứng bên cạnh tôi đều là những người mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam. Và chàng trai này thì cũng rất là chỉnh chu trong việc chuẩn bị quần áo. Vậy thì không biết là ngày hôm nay mình đến với chương trình sơ tuyển bông lúa vàng thì mình sẽ chọn bài hát gì cho phần dự thi của mình? Mình sẽ chọn bài Người yêu nay đã có chồng của cố sơn dạ Diễn Châu. Mình có thể bật mí một vài lý do tại sao là mình chọn bài hát đó cho phần dự thi của mình được không? Tại vì mình thấy bài đó nó rất là hay và là có nhiều ý nghĩa nên mình thích. Còn đối với chị thì như thế nào? Chị thì đối với cuộc thi năm nay thì chị cũng chọn đầu tiên thì xin chọn một cái bài buồn chút xíu và cũng như nhớ đến ngoại cô nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Thì hôm nay thì mình xin chọn với bài thi đầu tiên là bài Loài Hoa Lăng Trắng. Bài đó rất là hay và thấy những cách trình bày của ngoại thì làm nữa ra là mình rất thích. Và mình cũng muốn xin được nối nghiệp theo ngoại với nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Là mình là cháu ngoại của nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Dạ không phải. Dạ. Cũng như là yêu thích và mến mộ ngoại cũng từ nhỏ tới giờ. Là mình mến mộ cho nên là mình gọi nghệ sĩ là ngoại. Vậy thì không biết là mình đã bắt đầu với bộ môn nghệ thuật này từ khi nào?
Hồi đó thì có đi học thầy thì được 6 tháng. Thì hồi xưa cũng đi chơi nhỏ nhỏ đó, cũng đi chơi, đi theo anh em bạn bè. Mình đi cũng giao lưu đám tiệc sinh nhật, đám cưới rồi đó. Thì cái chừng sau này thì cũng rất là thích cái bộ môn nghệ thuật cải lương này. Cho nên là mới đi học thầy được 6 tháng. Rồi xong rồi đi ra hát rồi cũng đám sinh nhật rồi cũng hỗ trợ rồi vậy. Mình cũng đi chức đỉnh gì đó. Và ngày hôm nay là mình quyết định mình bước lên một sân khấu chuyên nghiệp hơn để thể hiện bản thân của mình cũng như là thể hiện tài năng của mình. Có ai từng nói chị giống với Phi Nhung chưa? Dạ không có. Nhưng mà bản thân Đăng Khương cũng như là một vài người lúc nãy tới giờ thì cảm thấy là mình có một nét gì đó rất là giống nghệ sĩ Phi Nhung. Hy vọng thì đó cũng là một cái điểm gì đó khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn khi mình thể hiện phần thi của mình ngày hôm nay nhé. Còn đối với chị thì như thế nào, ngày hôm nay mình sẽ mang đến bài hát gì cho phần dự thi của mình? Dạ, Ngọc Lễ hôm nay dự thi bài Tình Người Cung Nữ của soạn giả Diễn Châu. Dạ. Mình có thể chia sẻ là tại sao mình lại chọn bài hát này cho phần dự thi của mình? Dạ, tại vì em thấy bài hát thì nó có cái nội dung hay nên là em hát. Dạ. Dạ. Hầu hết thì các thí sinh lựa chọn bài dự thi của mình dựa trên nội dung hay và cũng như là phù hợp với tông giọng và khả năng hát của mình. Và hy vọng thì với những sự lựa chọn này là những sự lựa chọn tối ưu nhất cho mình và mình sẽ có một phần thể hiện thật tốt tại vòng thi sơ tuyển của Bông Lúa Vàng. Trước khi mà mình khép lại cái phần trò chuyện ngày hôm nay thì mình có thể gửi một lời chào, một lời chúc nào đó đến khán giả trong chương trình ngày hôm nay cũng như là lời chúc đến 30 năm Bông Lúa Vàng được không ạ? Xin mời anh Dương. Dương sẽ xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe và chúc các bạn thí sinh sẽ cùng nhau cố gắng và tiến vào vòng trong. Và cũng nhân dịp năm 2023 thì cũng là một sân chơi của Bông Lúa Vàng thì Ngọc Sơn cũng xin và Danh Thị Ngọc thì mình cũng xin kính chúc cho đại gia đình và toàn thể tất cả anh chị em bạn bè cùng với tất cả anh chị em thí sinh có một sức khỏe thật là dồi dào để chúng ta cùng cố gắng mà thi Bông Lúa Vàng năm nay nhé. Dạ, xin nữ cũng chúc cho quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe và chúc cho các bạn được thi tốt phần thi của mình và cũng không quên chúc cho Bông Lúa Vàng của chúng mình thì mãi mãi được giống như là trường tồn vậy. Cảm ơn những lời chúc cũng như là những lời nhắn gửi của các thí sinh cho khán giả cũng như là chương trình Bông Lúa Vàng. Và một lần nữa thì chúc cho tất cả các thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện thật tốt, thể hiện hết mình trong vòng thi sơ tuyển lần này. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin được mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thí sinh Trần Ngọc Lanh, bài dự thi Kiếp Cầm Ca, tác giả cố soạn giả Viễn Châu. Khi bước mang buông danh vọng hết, người về lòng rũ sạch sâu thương, người giàu cởi áo lau son phấn, trả cả vinh quang lẫn đoạn trường. Hát nữa đi em, hát lên đi để cho con tim chìm trong nhịp thở, cho đau thương dòng theo lời ca nhung nhớ, từng âm dài nức nở lệ quen sâu. Mình gặp lại nhau giữa tàn cánh mưa gió mịt mờ, dưới mái hiên bên hàng cây trúng lá, hai đứa âm thầm đếm từng giọt mưa rơi. Nghiệp cầm ca vậy có bấy nhiêu thôi, anh ban đường tơ, tôi ban tiếng để rồi mai này khi nước mắt trôi xuôi, mình khóc cho nhau
để giả từ dĩ dàng. Thí sinh Nguyễn Thanh Hiếu, bài dự thi Xuân Đất Khách, tác giả cố soạn giả Viễn Châu. Con chim sắt đã lao mình trong tuyết trắng, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly. Để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngài về trong mộng tường. Không tiện đưa ai bởi không có ai để mình sao. Những buổi chiều mưa lạnh tôi lại đến đây để nhìn phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói trắng sương mờ. Phải chăng nhớ quê hương già trong đời ngày về, kẻ dễ khăn tay chào người ở lại, dội vàng nhất mơ hành trang. Nghe họ chúc nhau câu thường lộ bình an, tôi nghe lệ rưng rưng từng giọt chảy trong lòng, dội gục đầu cúi mặt quay lưng để cố ngăn đôi dòng. Về nơi đất mẹ những tâm sự buồn của
một kẻ lìa quê. Thí sinh Hà Thị Anh Thư, bài dự thi Điệu Buồn Phương Nam, nhạc Vũ Đức Sao Biển, cổ Anh Kiệt. Sao ơi cửa lòng son đã mở, hai hát lên bài ca ly biệt. Hát một lần này thôi rồi không gặp nữa. Hồng nhan qua như gió thoảng, còn chút phân hương đâu dám lụy cho người. Hát, hát lên một lần để một đời xa nhau sao ơi. Một điều ru Thí sinh Trà Hoàng Sơn, bài dự thi Đà Lạt Tình Yêu, tác giả Thanh Quang. Tôi chia tay với em đã hơn 10 năm lẻ. Một cuộc tình sâu hai lối lẻ. Em về cao nguyên, tôi ở lại đồng bằng. Nghe từng lượng sông chảy ngầm trong ký. Đường phố Đà Lạt đêm nay không qua mi mô xa, đứng em lềm bên đường phố vắng, để nuốt từng hạt sương đêm long lanh rồi quanh thêm. Tôi đi tìm em nhưng em mất đâu rồi, gặp lại người quen nói rằng em đã chết. Vào đêm buồn dưới một đồi thông, mộ của nàng nằm bên dốc núi không tên. Tôi tìm đến với lời cầu nguyện, tôi ngậm ngùi quỳ trước mộ em để nhớ
tình sầu khi bóng chiều rơi xuống. Lần ấy chia tay em rơi nước mắt, đêm gió biển Bạc Liêu lắc phất hạt mưa buồn. Trong tâm tôi em nhớ nức nở từng lời, đừng buồn nhé em duyên mình cống tòi, bởi anh có vợ rồi nên mình không thể thành đôi. Chuyện tình mình chỉ có bấy nhiêu thôi, dù xa cách vẫn ngọt ngào kỷ niệm. Tôi đi tìm em nhưng em không còn nữa, chỉ còn kỷ niệm buồn bên dốc núi cô đơn. Thí sinh Lê Thanh Khoa, bài dự thi Rễ Mạ Đầu Mùa, tác giả Thanh Hiền. Đất thanh bình mà xanh em cấy, một hạt mầm là mấy tình thương. Hò lên ấm đất quê hương, cho mầm ở cánh. Cho mầm mở cánh mà non đầu mùa. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, anh cài em cái con trâu nọ đi bừa. Dưới ruộng sâu em ấy mà đầu mùa, tai mà đầu mùa tí chưa lanh lẹ, lách tách cây đều cần rẽ mà non. Ngước lên trời mây thấp dâng ngang, nhìn xuống ruộng xanh rờn lúa mới, lòng mình vui trong tiếng hò vui, giọng quê tình gọi mùa lúa trổ. Thí sinh Nguyễn Ngọc Thơ, bài dự thi Lời Người Hát Rong, tác giả Ngô Hồng Khanh. Khóc phần mình hay thương người xưa, bạc phần Thủy Kiều ơi
bên hang dương khúc cao sơn lưu thủy. Ba nhà ơi sao đập giờ cung đàn, nhỏ máu tim đau có phải chăng tiếng đàn kia đã lầm mưu kẻ khác. Sông nước Hán Dương vẫn khắc ghi ngày tái ngộ, đàn vẫn còn đây mà tử kỳ ơi đã vắng đâu rồi. Nhưng anh không là Ba Nha, còn em chẳng phải Thúy Kiều. Không phận mình Kiều trói cung bạc, phận Ba Nha đập đàn bời vắng bàn tri âm. Ba Nha cô đơn, Kiều nọ cũng cô đơn, trương chi bạc số còn anh luôn diễm phúc. Anh qua lời ca em qua thành tiếng nhạc quyện mãi bên nhau đi suốt cuộc đời. Là tình người nghệ sĩ hát với cuộc đời trên khắp nẻo quê. Đất nước trăm miền chỉ một già sắc son, chiều xứ làng ai bồng con quá đa. Đêm Cà Mau ai đàn bài giả cô lời ca là rác chân quân thì anh sẽ không biến thành chàng tử mà trội khúc vượng cầu hoàng cho nỗi nhớ riêng em. Lời người hát trong là dành cho tất cả, tình người hát trong là tình của kẻ đã tình. Thí sinh Nguyễn Quốc Nam, bài dự thi Hàng Mặc Tử, tác giả cố soạn giả Viễn Châu. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm im trên cành liễu đời chờ. Tôi đã ra đi, đi về đất Chúa. Trọn đời xin và biệt tình. Hàng Mặc Tử ơi, ai mua trăng mà người đem trăng đi bán? Người định bán bao nhiêu một ánh trăng vàng? Người à ở trần gian hay tận chốn cùng hằng? Ta muốn hỏi người đang điên hay tỉnh, cất tiếng rao hoài bán một dần trăng. Đã mấy đêm rồi nàng ngồi điểm sau băng, nghe sương khuya gió giọt vào. Ta muốn hỏi người để mua đứt một dần trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian u tối. Thank you.
hay điên mà mua ánh trăng vàng. Trăng của riêng ta, ta chỉ bán cho nàng. Trăng trong thơ của hàng mặt tử, dù khuyết, dù tròn, dù đục hay trong. Nếu mấy đêm rồi nàng ngồi điểm sao băng, thì ta cũng thao thức qua giọt sầu duyên kiếp. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, còn ta đợi chờ đã mấy mùa trăng. Thí sinh Danh Thị Ngọc, bà dự thi Loài Hoa Lan Trắng, tác giả cố soạn giả Viễn Châu. Một chuyến đò thương, một chuyến sầu, trọn đời đêm mây chuyện lần nói lời chung thủy là bấy nhiêu lần xa cách nhau. Dưới ánh đèn đêm trọn đời tôi đóng lên thuyền tìm xa bến đỗ, nhưng biết chiều tàn sẽ xuôi ngược về đâu. Nhìn trời kiếm một vì sao, mười năm lạc lòng lối vào tình yêu. Đêm buồn quang vắng cô liêu, gói loạn thắm ước bao nhiêu lệ tình. Loài hoa hai tên của một người con gái nhỏ, cùng chung số phận với duyên kiếp lạ lai. Một loài hoa dương giả giữa ngàn cây, sống được nhờ cây để làm thân tầm vời. Rồi một sớm dương mình lên từ ô tối, được đem về nuông chiều trong châu xứ kiều xa, để đem từng đêm mơ về rừng cũ mà mơ chuyện ngày xưa một đóa lan rừng. Thôi nhé, xin giả từ nước biếc non xanh, nơi đã vùi chôn gần nửa đời xuân thăm. Đêm nay mưa gió ngập trời, hỏi ai còn nhớ một người tên là. Thí sinh Phạm Ngọc Nữ, bài dự thi Tình Người Cung Nữ, tác giả cố soạn giả Viễn Châu. Xuân sắc chôn vùi trong lạnh cung, sương đêm nhỏ giọt khóc cô vòng.
đèn khuya leo lét sầu hương lừa, thao thức canh dài mộng cô nhân. Chiêu chị quân dương tuyển em vào đời tròn trăng đã chứng lệ bi sầu, ngày chiều qua đưa em về cung đồi, là ngày em khóa cao hồng làm lễ du quy, trong vô viên vọng báo hiệu biệt ly, chết chết lần nhìn em không nói mắt buồn dời dời trong theo nút nói thăm thầu cho bờ môi rơm mắng sinh Võ Văn Triển, bài dự thi Quê hương và biển đảo, tác giả Võ Văn Triển. Đường dài ra tầng cam ranh, vừa mới đến
tai nắng nào nay đã xa quê, xa mấy tranh nghèo bên cây cầu tre cũ. Thí sinh Trần Mỹ Xuyên, bài dự thi Ngày về thăm quê ngoại, tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa. Ngày hôm nay con về quê thăm ngoại, lòng bồi hồi nhìn lại cảnh vật giữa chừng trưa. Đây chiếc võng mà ngoại thường nằm kéo kẹt trong chẳng còn thấy đâu hình bóng của ngoại kính yêu như thuở hôm nào. Hình canh vật u linh mà ngấn lệ tuôn trào, nhớ mới ngày nào ngoại còn ra giàu nói chuyện đời lắm việc rủi xuôi, lắm cơn bão bình ngoái vội ngồi ly biệt. Nay con về rồi sao chẳng thấy ngoại đâu, chỉ biết nhìn lên di ảnh mà nói câu thương nhớ. Thí sinh Cao Hoàng Nam, bài dự thi
Cây bàn Côn Đảo, tác giả Dạ Quang. Bác Tôn ơi, hôm nay con về thăm Côn Đảo. Đứng dưới gốc cây bàn chiều xuống rưng rưng, biển bờ xa con sóng lội ngập ngừng, chiều bình rình làm rơi từng giọt nắng. Thương nhớ người tù lạnh án khổ say, không có ngày về xứ vẫn ung dung ngồi đó trồng cây, cho cây bám đất giữ chặt niềm tin khi dần nước chưa thành. Nước bồ thí cho tù nhân nước chẳng trong lành, cổ khô đắng cơn khát thèm giấc già, bác chỉ nhắm môi dành nước tưới cho cây. Côn Đảo xa trong nắng gió vàng dày, cây bám đất theo dòng đời đứng thẳng. Hơn 40 mùa lận đận lá bạc rơi, con nghe dòng đời cháy vào thương. Côn Đảo giữa trưa mặt trời dồn sức nóng, dãy nhà lao thành những lò thiêu. Nắng tháng ba xô lửa vào vách núi, cây bàn sơ rơ lá đỏ buông cành. Đôi mắt bác buồn hiu, người sắp chết khóc, người đã chết sơ xác hàng dương bãi cát trắng sương khô. Côn Đảo xe lòng nén những cơn đau, đang kiệt sức liềm dần trong hơi nóng. Một áng mây bền bồng trôi trên sông, mưa mưa đã về đôi mắt ba cũng đầy mưa. Thí sinh Phan Văn Nhân, bà dự thi Ai Cho Tôi Tình Yêu, nhạc Trúc Phương, cổ Hoàng Song Việt. Cho tôi tình yêu của ngài thơ ngài mong, tôi xin dâng vòng tay mơ rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết gì là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi thì chưa đến, tên gọi tên thuyền chưa đổ bên. Nèo mô ma tiên dù biết tình yêu không thể giáng sinh cũng không hề giáng. Nhưng từ bụng tôi cô đơn tôi vẫn thầm mong
có người dân tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một ân tình, xin hãy cho tôi một lời tha thiết, một tôi hẹn hò hay một bằng đón đưa, để hết lang thang trên phố vắng chiều mưa, nghe gió suy tư tôi lạnh giữa tâm hồn. 30 tuổi đời thêm chạnh nỗi cô đơn, tên vẫn gọi tên mà thuyền chưa đổ bến. Khung cửa nhà đã lạnh lùng khép kín, chắc họ đêm đêm trong giấc ngủ say sưa. Trời không trăng nên rì rả cơn mưa, mắt chợt ướt cho sao buồn rơi gối chiếc. Chưa có tình yêu nên nụ cười luôn héo hắt, vòng tay hững hờ chưa khép tròn vòng tay. Nhìn trong khói thuốc dần bay, hay tình tôi đó nhỏ phải đã lâu rồi. Buổi mưa vô tình lọt qua khe vách, lạnh đêm này còn lạnh biết bao đêm. Tôi ru giấc ngủ say mềm, cho người yêu đến bên thềm trong mơ. Thí sinh Đặng Phương Sang, bài dự thi Thương Em Nhiều Qua Lá Thư Xuân, tác giả Ngô Hồng Khanh. Rừng vào xuân, rừng thay áo mới, lá đỏ rơi đầy phố lối. Quân đi đang buổi hành quân, dừng chẳng anh chiếc dồi gửi về em. Anh gửi về em nơi miền xa xôi tổ quốc, đang buổi hành quân dừng chân anh nắng nót, con chim mừng xuân vui hót trên cành. Ở nơi đây rừng vào xuân, rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn rừng buông sương xuống, và tiếng chim rừng dục sang vui bình minh. Thương em nhiều áo dài mong manh, ruộng sớm đồng trưa mưa nắng tàu tần. Nuôi con thay chồng đuổi giặc, miền xa đất bám đôi chân bàn tay ram nắng. Lùng
đồng đội bên anh là những chàng trai trẻ, ba lô nặng đường dài áo rách đôi vai, ôm súng bên mình suốt lứa tuổi đôi mươi, chưa ngắm mắt xanh của một người con gái, chưa nói cùng ai một lời ân ái, dập đến lên đường súng lại cầm tay. Thí sinh Lê Thanh Quy, bài dự thi Bông Ô Môi, tác giả cố soạn giả Viễn Châu. Bông ô môi gió cuốn rung đầy trên sông, nhìn mây trời mênh mông, kẻ ly hương này đã quay về sau trong dạ não nề, hồi chuông buồn tự xa vắng đưa, trong khói sương tìm tái tê hồn ta, ngồi bên bờ nhìn qua lá rơi, cơn gió đưa theo nước sông buồn trôi. Bờ năm xưa giờ chỉ còn cõi đá và chớ dơ rượu bông, gió đông ơi lòng tôi đã ớn lạnh, sao gió đông còn thổi làm chi cho bông mô môi rượu cánh rùng tới bời. Người cũ giờ nay sao vẫn vãng đâu rồi, mây lang thang trôi về nơi vô định, sương khói mịt mù qua thăm cũng buồn trôi, mười năm rồi còn chi nữa em ơi, mình xa nhau mỗi kẻ một phương buồn. Tôi giang hồ đã mỏi gót không mơ xương, em ở đây trong bốn bề khói lửa. Làm sao ngày em đại tôi ăn bát canh mồng tơi với nồi cơm gạo mới, rồi chia tay từ giá để lên đường. Em bơi xuồng ba lá tiện đưa tôi đến tận đầu làng, khi chia tay cả hai đều bình rĩnh, mắt đôi dòng cứ rằng rủa trào tuôn. Về đi em lo rẫy bay nương khoai, mình còn gặp gỡ khi thanh bình trở lại. Dù xa cách đầu non hay cuối bãi, tôi gái giang trời cho quê ngoại được bình yên. Trước khi chúng ta tiếp tục phần dự thi của các thí sinh tại vòng sơ tuyển, ngay bây giờ xin được mời quý khán giả chúng ta hãy dành ít phút cho nhà tài trợ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Khô hạn sẽ qua đi, mưa sẽ đến, nước ngọt sẽ về, vườn cây cần phục hồi nhanh, ra hoa đều và nhiều trái đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn, hãy chọn một sản phẩm cho cây ăn trái đầu trâu một hạt mới với vi lượng kẽm thông minh giúp nhà vườn giải quyết mọi lo toan. Đầu trâu AT1 giúp cây phục hồi nhanh. Đầu trâu AT2
giúp cây sa hoa đều đầu trái tốt. Đầu trâu Ateba giúp trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn. Cuộc thi bông lúa vàng tỏa sáng tài năng cải lương năm 2023 chính thức trình làng thính giả với sự tham gia của hàng trăm thí sinh trên cả nước. Hãy cùng theo dõi các thí sinh trên chặng đường chinh phục cúp bông lúa vàng danh giá và giải thưởng tiền mặt 100 triệu đồng. Các buổi thi của dòng gieo hạt được phát sóng vào 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, truyền hình trực tiếp trên HTV1 Đài Truyền hình Thành phố, nghe xem trên website www.voh.com.vn và ứng dụng di động VOH Radio Online và các đài phát thanh truyền hình liên kết, phát lại trên kênh FM 99.9 MHz lúc 12 giờ thứ hai hàng tuần và kênh AM 610 kHz lúc 13 giờ thứ tư hàng tuần. Cuộc thi bông lúa vàng 2023 với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, tỏa sáng tài năng cải lương. Ngay bây giờ xin được mời quý khán giả chúng ta cùng theo dõi phần dự thi của các thí sinh. Thí sinh Võ Trọng Thể, bài dự thi 3 tháng quân trường, tác giả cố soạn giả Yên Lan. Tôi quê xứ Quảng Tân miền Trung, dạng dầm xa xôi mấy phương trung, quê hương nghèo khó đời sương gió, nắng dài mưa cầu Mỹ Thuận, mặt nước Trường Giang mờ lạnh đến chân trời. Đời lính bôn ba gian khổ đã lâu rồi, anh xuống Hậu Giang quê người xứ lạ, tôi vượt Trường Sơn thăm thẳm núi rừng xa, anh quê xứ Quảng nhớ thương sông Trà Khúc, tôi ở Bạc Liêu đồng mã tiếp trời xanh, mình quen nhau những ngày bạn ở quân trường, rồi ra đơn vì mỗi người đi một ngã. Dừng quân ở quê hương anh trên cánh đồng xanh bát ngát, nhìn xa xa dài xóm tôn rời rạc, nếp mình ngủ say sau mấy gần trăm bầu. Khói bếp nhà ai bình rịnh khói mây chiều, có phải nhà anh nhìn mặt xa sông nhỏ, nước bốn mùa ngầu đục đất phù sa. Ngày tôi đi mẹ có trồng một hàng cao trước ngõ, không biết bây giờ cao đã trổ bông chưa, cao trổ bông pha màu trên tóc mẹ, cách trở lâu rồi mắt mẹ dần dời trong. Thí sinh Thạch Văn Tới, bài dự thi Đường về quê ngoại, tác giả cố soạn giả Yên Lan.
một cành mai trắng cài lên tóc, chung chặt ngàn năm kỷ niệm. Nàng hãy vui lên bên hạnh phúc, ta về tìm lại nắng quê hương. Công nương ơi xin đừng chép lại dần thơ chuỗi ngày ly biệt, vì nắng ngoài kia vẫn còn tha thiết như lá tàn đông rơi rung ở viên đường. Vậy thì từ nay tôi xin công nương đừng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn thiết tha, và đừng gửi lại hình anh ngày qua mà hãy để liệm dần trong tâm tư. Bà ơi, trẻ sắp bước lên xe hoa thì không được quyền buồn trong ngày hôn lễ, mà chỉ có người bị bó lại sau lưng mới thầm lặng lẽ thương sầu. Tôi là kẻ cô đơn đứng chết gục nhìn chiếc cầu ngang vừa gãy đổ mà trong lòng đau đớn khôn nguôi. Nhưng thôi công nương ơi định mệnh phủ phàng ngang trai, thôi hãy cũ mà quên để tôi làm cánh chim trời phiêu bạc ngoài ngàn dặm. Thí sinh Nguyễn Anh Tài, bài dự thi Tình ca biên giới, tác giả cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Có lẽ nào lại là như thế, có lẽ nào sau ly và yêu nhau, một sự việc mà tôi không hề hay biết, để đến bây giờ chịu đắng cay chua xót. Nghĩa là ta chấp nhận hy sinh để cho sao ly được trọn niềm mơ, dù phải buồn đau hay chẳng đêm thao thức thì ta vẫn cầu mong cho nàng được vui cười. Hoàn toàn chấp nhận mà không hề oán hận tình ai. Nếu đã yêu thì phải chấp nhận hy sinh để cho người mình yêu được trọn đời hạnh phúc. Chứ ta không thể dùng quyền quý chiếm đoạt giành giật trong tay một thể xác vô tình. Thank you.
ơi, nàng đừng dùng những lời lẽ cảm ơn xa lạ đó. Ta đâu cần nàng mang nặng nghĩa ơn. Nếu làm ơn mà chờ đợi được trả ơn thì sự hy sinh kia đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nếu nàng muốn cho ta yên lòng yên dạ thì nàng hãy trọn đời sống hạnh phúc với người yêu, cùng với em ta một lòng chung thủy. Là ta đã thấy mãn nguyện trong lòng, sao ly không biết nói gì hơn nữa, chỉ nghe lòng mình mở hồi trong tim. Trước những lời nhủ khuyên cao cả, sao ly trọn đời không phúc nào quên. Thí sinh Phạm Thị Phú và dự thi Lôi Vũ, tác giả Thế Châu. Cầu xin minh chứng cho con đã tàn bao tất lòng, thế phải qua người yêu dấu. Ôi sao nhung nhớ mãi không xa rời bóng hình ai, lòng cố quên nhưng sao càng thương. Thôi rồi tình yêu ơi, mai cách xa chim khơi tung cánh. Mình xa cách thà xưa đừng quên biết nhau, ai ân khi bây giờ phụ nhau. Xin bình hiểu cho lòng em, dám đâu quên tình tim này đã in hận ai. Em chỉ buồn cho rồi ly biệt. Vì đời của em như chiếc thuyền đang gặp cơn sóng gió bờ đau. Cuồn cuộn bão giông mãi rồi vô chừng, mai là thuyền tình bấp bênh dân thân nhiều thương tích. Con suối thì dở tan như bỏ sóng lên đơn. Anh ơi phận gái nhà nghèo yêu là chấp nhận hy sinh, đời của em chỉ có anh là nơi nương tựa. Dẫu mẹ có thương nhưng không làm sao giữ em được nữa, vì gái lớn lên là trả nợ ân. Cao xanh minh chứng cho con đã tàn bao tất lòng, thề phải qua người yêu dấu. Ôi sao nhung nhớ mãi không xa rời bóng hình ai, lòng cố quên nhưng sao càng thương. Bình ơi đêm nay ta gần nhau trong gang tấc, mà em ngỡ rằng mình sắp mất nhau thôi. Chỉ còn mình em độc lẻ loi, nhớ về anh tận phía trời xa thầm. Rồi thời gian sẽ
lãng quên cô gái dòng cô ân tình. Bình ơi đường anh đi có qua thơm sực sỡ đón chờ, còn xin em trở về căn giấc nhỏ. Mất anh rồi tâm hồn em trong trái, nhớ chốn lao tù giam giữ trái tim son. Thí sinh Trần Văn Vàng, bài dự thi Tâm sự loài chim biển, tác giả cố soạn giả Yên Lan Loan Thảo. Muôn tâu quận chúa quận chúa, mỗi con người khi đã trót sinh ra thì đều có một định phận riêng biệt. Nhưng có lẽ ai cũng có một lần gian dở gì. Và tôi với nàng tâm sự giống như nhau. Tôi cũng có lần đau khổ vì yêu. Người ấy đã ra đi, đã quên những lời ước hẹn buổi sơ nhau. Và tôi vẫn khổ đau. Mặc dù người ta phản bội nhưng tôi vẫn nhớ thương người, nên không tha thiết với đời. Tôi muốn quên nhưng không thể nào quên, nên đành nuốt hận vào tim. Người ấy đã quên mà anh vẫn chung tình, nên tự đày đọa tim mình. Bà ơi, nếu định mệnh các kẻ tạo ra cho đời nhiều ngang trái, thì định mệnh cũng là hai tiếng nói nơi đầu môi chốt lưỡi của kẻ đóng vai trò phản bội giống tên. Mình chẳng nợ nần nhau và nâng đôi đại chơi nhau như hai người xa lạ. Rồi mai mốt đây mỗi người đi một ngả, xin trả lại cho ai những ước nguyện chưa thành. Mình một cái gì thay đổi thì kỷ niệm xưa đâu còn gì đáng nhớ, lưu giữ làm gì thêm bận biểu mà thôi. Nhiều đêm một mình trên bến nước quỳnh xa để tìm lại những gì êm đềm xưa cũ, nhưng chợt nhớ ra nơi đó giờ đây không còn ai nữa, trở lại làm chi cho chua xót tâm hồn. Không biết rồi đây trời phương ấy có xanh không, trăng phương ấy có sáng soi dùng điện rồng, hay kể từ nay đổ nát điêu tàn khi kẻ đi rồi không trở lại chốn xưa. Thí sinh Huỳnh Thị Lý, bài dự thi Lời Ru, tác giả Triệu Nguyên. Thank you.
dẫu con đi suốt cuộc đời vẫn không đi vị. Thí sinh Huỳnh Thị Lý là thí sinh cuối cùng đã khép lại vòng sơ tuyển cuộc thi bông lúa vàng 2023. Xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành vòng sơ tuyển cuộc thi bông lúa vàng tại 3 điểm sơ tuyển Đồng Tháp, Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận từ ban tổ chức cuộc thi bông lúa vàng năm nay, đã thu hút hàng trăm thí sinh khắp mọi miền đất nước đến đăng ký vòng sơ tuyển cuộc thi bông lúa vàng. Và qua các kỳ phát sóng sơ tuyển, quý vị cũng thấy có khá nhiều dòng ca hay và lạ là điểm nổi bật và hấp dẫn cho cuộc thi. Có lẽ điều chờ đợi nhất kỳ phát sóng tuần sau là chúng ta sẽ biết thí sinh nào sẽ có mặt trong vòng mạ non của cuộc thi bông lúa vàng 2023. Quý vị hãy đồng hành và xem buổi phát sóng đặc biệt với kết quả 60 thí sinh vào vòng mạ non tuần sau nhé. Ngay bây giờ xin được mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức tiết mục 30 năm hành trình bông lúa vàng.
Thưa quý vị, trong hành trình chúng tôi đi sơ tuyển tại các tỉnh miền Tây thì có dịp dừng chân lại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để gặp gỡ áo quân bông lúa vàng năm 2022. Xin được giới thiệu Nguyễn Thế Tâm. Xin được chào anh ạ. Không biết là trong suốt quá trình mà mình tham gia cuộc thi bông lúa vàng năm 2022 thì kỷ niệm nào ấn tượng nhất đối với mình? Thì những cái kỷ niệm ấn tượng nhất của Thế Tâm đó là khi mình đến đài thi á, được rất là nhiều người ở trong đài đã tận tình mà giúp đỡ Thế Tâm những cái lúc mà Thế Tâm khó khăn, thì ekip đài đã giúp đỡ rất là nhiệt tình. Và đặc biệt là xin cảm ơn đạo diễn chương trình đã chỉ dạy cho Thế Tâm rất là nhiệt tình và chu đáo. Vậy thì trong suốt cái hành trình mà mình tham gia bông lúa vàng 2022 và ở cuối hành trình là mình đạt được giải thưởng áo quân, thì ngay cái thời điểm mà anh đạt được giải thưởng đó, cái cảm nhận của anh như thế nào? Thì lúc đó cái cảm nghĩ của mình nó dâng trào, nó cũng không biết làm sao mà tả được. Thì lần đầu tiên Thế Tâm đến với cuộc thi thì như vậy là cũng đã quá là mãn nguyện rồi. Sau khi mà mình khép lại hành trình bông lúa vàng 2022 với vị trí áo quân thì không biết là hành trình hoạt động nghệ thuật của anh như thế nào? Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết không ạ? Thì hiện tại Thế Tâm đang công tác cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh Vĩnh Long. Thì cũng luôn trao dồi nghề nghiệp để càng ngày càng phát triển hơn. Không biết là cái tần suất đi show của mình nó như thế nào anh? Thì nói chung thì qua cuộc thi vừa rồi thì Thế Tâm cũng cảm thấy là show nó khá hơn hồi lúc chưa thi rất là nhiều. Thì nói chung là cũng xin cảm ơn những khán thính giả đã yêu quý Thế Tâm và đã mời Thế Tâm đến phục vụ. Xin cảm ơn. Và khi mà mình đã có một cái hành trình hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau khi mà mình kết thúc cái cuộc thi bông lúa vàng 2022 như vậy, thì đến với bông lúa vàng 2023, không biết là anh có những lời khuyên gì dành cho các thí sinh trong mùa giải năm nay? Thì Thế Tâm cũng xin chia sẻ với các bạn thí sinh bông lúa vàng 2023. Thì trước khi thi thì mình cũng phải đọc kỹ thế lệ cuộc thi mà ban tổ chức đã đưa ra. Thì mỗi vòng thì chúng ta sẽ hát cái gì, thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước, có kế hoạch để khi mà tới cái vòng nào đó mình sẽ không bị động đó. Và khi mình chuẩn bị trước thì mình sẽ rất là tự tin. Và cũng xin chúc cho các bạn thí sinh 2023 sẽ tự tin và cháy hết mình để cống hiến cho đờn ca nghệ thuật cải lương của Việt Nam của chúng ta mãi mãi trường tồn. Cũng xin được thay mặt các thí sinh tham gia vào cuộc thi bông lúa vàng 2023 gửi lời cảm ơn đến anh vì những chia sẻ về những kinh nghiệm quý báu vừa rồi, và chúc cho hành trình sự nghiệp của anh sẽ càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thưa quý vị, cuộc thi bông lúa vàng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tập phát sóng tiếp theo vào khung giờ quen thuộc 14 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các đài liên kết. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị đồng hành tài trợ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Đăng Khương xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.